Cô mến chào tất cả các bạn học sinh lớp 9, chúng ta chuẩn bị bước vào lớp 10. Thì để cho chúng ta học tốt thì bao giờ cũng vậy. Đương nhiên là mùa hè các bạn sẽ vui chơi, các bạn sẽ giải trí, các bạn sẽ tập luyện thể thao ha. Nhưng mà chúng ta cũng không quên củng cố kiến thức. Và theo cô, để chúng ta học được tốt hơn thì chúng ta cần để ý không phải là đi giải rất nhiều bài tập và không phải là giải những bài tập cao siêu, mà chúng ta hãy để ý từ những cái công thức toán học đơn giản nhất và những cái kiến thức vật lý gì đơn giản nhất. Cho nên là cô nghĩ rằng là trong cái thời gian của bạn đang là cái thời gian là Covid, cho nên là các bạn đã bị rút ngắn thời gian của mình học lại trong vòng là 2 tháng trời. Cho nên là cái kiến thức lớp 9 của các bạn nó đã, theo cô nghĩ rằng là nó cũng không được chắc chắn như các anh chị của chúng ta đi trước. Và xã hội ngày càng phát triển ha các bạn, thì con người chúng ta cũng phải bắt đầu và phải yêu cầu phải cao hơn ha. Như vậy thì chúng ta thua anh chị rồi thì làm sao mà phát triển được. Như vậy thì theo cô, các bạn cần phải dành những cái ngày mà chúng ta học ở đây để chúng ta ôn tập lại cái kiến thức cũ mà chúng ta đã qua mà chúng ta chưa chắc chắn được, thì cái đó là cái lời khuyên của cô đối với các bạn. Và cô hy vọng là gì, niềm đam mê và tình yêu thương của cô sẽ đến với các bạn. Ok, chúng ta sẽ thử sức cái đề khảo sát lớp 9 lên lớp 10 của trường phổ thông trung học Phạm Văn Đồng. Và hôm nay là đề số 1, cô sẽ hứa với các bạn là cô sẽ lên nhiều đề để cho các bạn giải đề, các bạn củng cố kiến thức. Và ở đây trong cái đề của các bạn sẽ có 4 câu, và câu 4 câu của các bạn, và chúng ta sẽ trình bày tự luận. Câu số 1 của chúng ta, câu 1 là chúng ta hãy phát biểu định luật ôm và viết biểu thức. Phát biểu định luật ôm, định luật ôm và viết biểu thức. Câu đó là câu A. Và câu B của chúng ta là sẽ cho các bạn một cái mặt điện như hình vẽ, gồm có một cái ampe kế, một cái điện trở R, và đây chúng ta sẽ có được một cái R ha, và đây chính là một cái ampe kế nữa. A và ở đây là B. Cho một mặt điện, ở đây là một cái khóa K, ở đây là một ampe kế để đo cái điện trở R1, và ở đây chính là một ampe kế để đo dòng điện tổng của toàn mạch. Trên này các bạn có được giá trị R1 của bạn là bằng 10 ohm. Giá trị ampe kế A1 sẽ chỉ là 1,2 ampe, và ampe kế A1 của các bạn, và đây chính là A2 nha các bạn, đây là A2, A2 của các bạn sẽ chỉ là 1,8 ampe. Tín hiệu điện thế UAB và điện trở R2, tín hiệu điện thế UAB và điện trở R2, đó chính là bài toán của chúng ta. Câu số 1 của các bạn sẽ được là câu, toàn bộ câu này chúng ta sẽ có 3 điểm. Và trong quá trình giải đề thì cô sẽ giúp các bạn phân tích đề và trình bày, và kỹ năng quan trọng nhất là kỹ năng giải một cái bài, một cái đề. Bây giờ câu số 1 ở đây, và câu 1 là của các bạn là sẽ được cái điểm như sau. Điểm của bạn với câu số 1 là, câu 1 của bạn là được 1 điểm, câu 2 của bạn sẽ là 2 điểm. Như vậy thì chúng ta sẽ giải quyết cái bài tập này như thế nào, và chúng ta làm như thế nào để chúng ta có thể điểm được là trọn vẹn và chúng ta được gì? 3 điểm. Như vậy với câu số 1, phát biểu định luật ôm, được chưa? Như vậy các bạn có là gì? Định luật ôm là cường độ dòng điện, tỷ lệ thuận với hiệu điện thế qua hai đầu đạo mạch, và tỷ lệ nghịch với điện trở gì? R. Các bạn phát biểu nguyên si trong sách giáo khoa, bạn sẽ được nửa điểm. Thứ hai là viết biểu thức. Như vậy cô đã viết
Nhưng tới đây các bạn cũng chưa hoàn toàn được điểm, bởi vì khi các bạn viết một đại lượng vật lý thì các bạn phải biết rằng nó tên gọi là gì, và cái hay nhất của vật lý đó là gì? Không phải là con số khô khan mà chúng ta thổi linh hồn vào cho nó. Điều đó có nghĩa là gì? Đó chính là cái đơn vị của các cái đại lượng vật gì? Vật lý. Như vậy đơn vị của Y chính là ampe, đơn vị của U chính là ohm, và đơn vị của R chính là gì? Ohm. Đó. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện, sau khi viết đơn vị xong, các bạn giải thích các đơn vị thì các bạn sẽ được nửa điểm nữa. Như vậy chúng ta sẽ được một điểm ở câu số 1, được chưa? Qua câu số 2, và cô cũng đã hướng dẫn các bạn ở các video trước, khi chúng ta làm một bài tập điện, cái hay nhất khi các bạn xem video của cô, đó không phải là cô giải một bài tập hay, mà đó chính là một cái phương pháp hay để đến với các bạn, để các bạn có thể giải được nhiều bài tập, thì đó chính là like. Ok, các bạn nhớ like và share cho cô để gì? Tạo động lực. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái bài toán mạch điện. Thì bước đầu tiên của các bạn chính là tóm tắt sơ đồ mạch điện. Như vậy thì từ sơ đồ mạch điện, từ sơ đồ mạch điện, cô sẽ có được là R1 song song với R2. Phân tích điện trở trước các bạn, R2 xong. Cô không làm gì cả, cô nhìn nhắm vào đề là cô đã thấy rằng là cô phải đi tìm U, A, B và các đại lượng trong mạch điện. Dạng nào như vậy chúng ta phải suy nghĩ rằng là chúng ta đi làm cái gì. Như vậy thì cô viết được hai cái này song song rồi thì cô viết biểu thức Y sẽ bằng là Y1. Vì nó song song cho nên nó sẽ đổ vào trong hai cái điện trở này. Vậy chúng ta sẽ có Y1 cộng gì? Y2. Sau khi mà cô đã giải xong cái mạch điện rồi thì bắt đầu cô viết biểu điện biểu thức điện áp AB. Cái này rất đơn giản, nếu anh trên đeo dấu cộng thì dưới này sẽ là dấu bằng. Như vậy trong quá trình giải đề, cô sẽ giúp các bạn có thể là gì? Nhớ kiến thức một cách gì nhanh nhất và logic nhất ha. Và chắc chắn rằng các bạn gặp cô thì các bạn sẽ yêu môn vật lý hơn. Ok, xong chưa nào? Bây giờ cô mới phải là gì? Xem thử là cái đại lượng trong đề của cô là gì. Như vậy đề của cô đã cho Y1 là ở đây, là Y1 là qua điện trở R1. Như vậy Y1 của cô là bằng 1,8 ampe. Như vậy thì cái Y2 này nè là bằng Y2 của các bạn là bằng 1,8, và Y1 của các bạn là bằng 1,2. Cô nhầm lẫn rồi. Ampe kế A1 là chỉ Y1 là ok, Y1 là bằng 1,2. Ampe kế A2 của các bạn không phải là Y này mà là Y toàn mạch. Các bạn phải biết phân tích đề, được chưa? Y toàn mạch mới đúng. Như vậy bây giờ cô nhìn lên cái gì mà cô đã biết được rồi thì cô sẽ tìm được thôi. Như vậy cô muốn đi tìm mu AB thì cô phải cần có U1 và U2 là được rồi. Một trong hai đại lượng này cô sẽ tìm được U AB. Như vậy thì rất là đơn giản, bởi vì gì? Trong bài của các bạn đã có R1. Vậy R1 có rồi, như vậy chúng ta hoàn toàn suy ra được là U1 bằng R1 nhân với lại gì? Y1. 1,2 nhân với R1. R1 của bạn là bằng 10 và kết quả là bằng 12V. Đó. Như vậy thì chúng ta đã có U1. Như vậy ta nhìn lên đây chúng ta sẽ thấy được là gì? Ta kết luận ngay là UAB của chúng ta là 12V. Đó, như vậy các bạn đã giải xong một câu, đó là UAB. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nói rằng là chúng ta đi tìm R2. Thì rất đơn giản, các bạn đã có gì? U2 rồi. Như vậy các bạn phải cần tìm gì? Y2 nha. Như vậy Y2 của bạn là bằng gì? Có phải là Y toàn mạch trừ cho gì? Y1. Y toàn mạch của các bạn là bằng 1,8 trừ cho 1,2 và kết quả là 0,6 ampe. Như vậy Y2 đã có thì R2 của bạn là gì? R2 của bạn sẽ bằng là U2 chia cho Y gì? Y2. Và U2 của bạn là bao nhiêu? U2 của các bạn sẽ là 10, 12, chia cho Y2 của bạn là 0,6 và kết quả là 24 gì? Ok. Như vậy chúng ta đã hoàn toàn giải quyết xong bài tập này. Như vậy chúng ta đã chinh phục được gì? 3 điểm. Vậy các bạn cứ làm chắc cho cô. Bước 1, phân tích điện trở R, viết biểu thức Y. Vì mắc song song nên các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ đổ vào gì?
Dòng nó sẽ chia ra hai nhánh, nhánh số 1 và nhánh gì? Số 2. Sau nhánh số 1 và nhánh số 2 rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là gì đây? Đổ vào trong này. Đổ vào trong này nha. Như vậy thì y là mắt nối tiếp như thế này, mắt song song như thế này thì u, các bạn để ý ra dấu cộng thì dưới này sẽ là gì? Dấu bằng. Sau khi ta viết được biểu thức này thì ta sẽ quay lại đây, chúng ta xem thử trong đề chúng ta đã cho những dữ liệu nào ha. Như vậy thì cô chúc các bạn tự tin hơn khi bước vào gì? Lớp 10. Như vậy bây giờ chúng ta tiếp tục qua cái bài của mình, đó là câu số 2. Câu này chúng ta cũng sẽ có hai điểm. Ý thứ nhất đó là phát biểu quy tắc bằng tay trái, tay trái phát biểu quy tắc bằng tay trái. Câu số 2 đó là xác định chiều của lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn AB. Xác định chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn AB. Và cái đoạn dây dẫn của các bạn như sau. Ở trên đây các bạn sẽ có một cái nam châm. Ở đây là cực bắc và ở dưới là cực nam. Ở đây các bạn sẽ đặt một cái khung dây. Chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có một cái câu hỏi lý thuyết và một bài tập vận dụng cho cái đề đó. Ở đây các bạn sẽ thấy dòng điện của chúng ta sẽ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng quy tắc bàn tay trái của chúng ta để ta xác định được lực từ tác dụng lên một đoạn dây đặt ở trong một cái từ trường như sau. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái bài của chúng ta. Đầu tiên là quy tắc bàn tay trái nha. Các bạn sẽ có tay trái và tay gì? Tay phải. Tay phải của các bạn sẽ có một quy tắc, đó là quy tắc vận đinh ốc hay là quy tắc lai. Ok. Và gì? Tay trái của bạn thì các bạn lúc nào cũng phải xòe ra và đặt như thế nào? Theo quy tắc bàn tay trái của chúng ta là chúng ta đặt bàn tay trái duỗi thẳng sao cho các đường cảm ứng từ xuyên vào lòng bàn tay. Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của các dòng điện. Được chưa? Và ngón tay cái trải ra 90 độ chính là chiều của lực từ. Như vậy thì các bạn phát biểu nguyên si câu đó vô trong đề của bạn, bạn sẽ được một điểm. Câu tiếp theo là bạn sẽ vận dụng. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ thấy đây chính là bàn tay trái. Bây giờ bạn phải xác định cho cô là từ trường của bạn sẽ có một cái đó là gì? Vào nam ra bắc hay là ra bắc vào nam. Như vậy thì bạn sẽ hiểu đây chính là mặt nam và đây chính là mặt bắc. Như vậy đi ra, đi vào trong nam, đúng chưa? Như vậy bây giờ bạn để bàn tay vô ha. Dòng điện là ngón từ chiều cổ tay đến ngón tay là chiều dòng điện là ok rồi. Nhưng mà như thế này thì các bạn sẽ thấy làm gì? Từ trường của cô là đi vào trong nam. Như vậy nam mà vào như thế này là cô đặt bàn tay sai rồi. Cô phải đặt như thế này để cho cảm ứng từ xuyên vào lòng gì? Đi vào, vào nam, đúng không? Là từ trường đang gì? Đang đi vào, đúng chưa? Đi vào và gì? Chiều từ cổ tay đến ngón tay là chiều của gì rồi? Của dòng điện. Về ngón tay cái trải ra 90 độ, đó chính là lực từ. Được chưa? Như vậy chúng ta xác định được lực từ, chúng ta sẽ có thêm một gì? Một điểm nha. Như vậy thì các bạn đã xong câu số 2. Chúng ta lại bước qua là câu số gì? Câu số 3. Nếu có gì thắc mắc các bạn cứ comment phía dưới để chúng ta cô sẽ cùng các bạn gì? Giải thích nha. Câu 3 của các bạn cũng có 2 điểm. Bài này cũng 2 điểm. Đầu tiên các bạn sẽ có một cái khấu kính. Bài tập của chúng ta là bài khấu kính. Và tiêu cự của khấu kính là 12 cm. Vật AB đặt cách kính một đoạn. AB vật cách kính
nằm trên trục chính. Điểm A của mình là nằm trên trục chính. A của mình là nằm trên trục chính. Dừng ảnh A phẩy B phẩy của AB. À, dừng cái ảnh A phẩy B phẩy của AB. Sau đó các bạn hãy nhận xét độ lớn của ảnh ha. Chúng ta sẽ nhận xét. Nhận xét. Và trong hai trường hợp đó là A là thấu kính hội tụ và B đó là thấu kính phân kỳ. Chúng ta sẽ nhận xét về độ cao của ảnh và ảnh thật hay ảnh ảo qua hai cái thấu kính, đó là thấu kính hội tụ và thấu kính phân kỳ. Bây giờ chúng ta sẽ thấy rằng, đọc lại cái đề: vật sáng AB, vật AD. Vật đây chúng ta sẽ là một cái vật AD đặt trước một thấu kính có tiêu cự là 12. Khi AB cách thấu kính một khoảng là 8 cm, A nằm trên trục chính. Hãy dừng ảnh A phẩy B phẩy của AB dựa trên hình vẽ nêu nhận xét và độ lớn của ảnh so với vật trong trường hợp A thấu kính hội tụ, B thấu kính phân kỳ. Như vậy chúng ta sẽ vẽ cái thấu kính hội tụ với tiêu cự S bằng 12 cm và D của ta là bằng 8 cm. Tức là gì? Vật đặt cách kính là 8 cm và nằm trên gì? Trục chính của thấu kính, vuông góc với trục chính. Bây giờ các bạn sẽ vẽ. Đầu tiên là các bạn dựng cho cô một cái trục chính. Các bạn theo dõi có một số cái câu chuyện trên Facebook nó đăng rất là hay, rất là vui. Đó là vẽ cái thấu kính hội tụ này ha. Và có một em là cô giáo tự xác định cái ảnh này nó lớn quá nên nó sẽ nằm ở dưới này, rồi nằm ở dưới kéo dài dưới này. Cô thấy nó bò dưới đất ấy. Nó vẽ hình nữa các bạn ha. Các bạn chắc đã theo dõi rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ ha, tiêu cự F của chúng ta. Vẽ cái thấu kính. Đây chính là thấu kính hội tụ L. Quan tâm ồ ha. Bây giờ chúng ta sẽ có 12, như vậy chúng ta dùng là bao ly. Một ly là 2 ha. Đúng không? 2 thì dễ hơn hay là 3? 3 thì khó lắm, 2 thì dễ hơn. 1 2 3 4 5 6. Rồi, bây giờ đây chính là F. Và bên đây là 1 2 3 4 5 và 6 F phẩy. Đặt vật sáng là 8 cm, như vậy là 2 4 6 8 đặt vật sáng ở đây. Vuông góc với lại trục chính A B. Dùng hai tia đặc biệt đó là tia sáng song song với trục chính thì đi qua tiêu điểm F. Song song với trục chính. Đây là tia tới. Tia ló sẽ đi qua tiêu điểm F. Đi qua tiêu điểm F. F phẩy. Qua tiêu điểm F phẩy. Tia sáng mà tia tới mà đi qua quan tâm ô thì truyền thẳng. Đi qua quan tâm ô thì truyền thẳng. Vậy các bạn sẽ nhìn thấy là gì? Chùm tia ló của mình là một chùm phân kỳ. Như vậy không thể nào mà hội tụ tại một điểm được à, thì nó không tạo được ảnh thật nằm đằng sau kính mà nó sẽ tạo ra ảnh ảo nằm trước kính. Như vậy bây giờ chúng ta xác định nó là trước rồi, như vậy ta kéo dài nó làm thế nào để nó hội tụ lại, nó gặp nhau thì nó chính là một ảnh. Yeah.
Và tia sáng đi qua quang tâm ô thì mình sẽ cho nó truyền thẳng. Nó cũng không thẳng rồi đó ha. À, nó bị lệch chỗ này rồi. Truyền thẳng là được. Đây nè, đây thẳng chưa? Truyền thẳng này đúng không? Rồi, ta kéo dài ra. Chúng ta sẽ thấy nó gặp nhau tại một thì mà đây có thể là dài hơn nữa đó, nhìn dài hơn, nó cao hơn nữa đó. Nhưng mà chúng ta trong vỏ thì dễ vẽ hơn, trên bảng thì ta sẽ thấy nó khó hơn. Và cái này chính là A phẩy và gì? B phẩy. Như vậy các bạn sẽ nhận xét gì? Quan trọng nhất là cái điểm nhận xét của các bạn. Cô nhắc lại, đây chính là ảnh ảo cho nên các bạn không được vẽ nét liền mà các bạn phải vẽ nét nước. Được chưa? Và ở đây các bạn sẽ nhận xét đó là ảnh gì? Clip ngắn gọn thôi, ảnh ảo. Như thế nào so chiều với mực? Đó là cùng chiều. Và kết luận một điều là nhỏ hơn vật hay lớn hơn vật? Lớn hơn vật. Như vậy các em đã hoàn thành trọn vẹn cái điểm của mình. Đó là gì? Khi vẽ thì các bạn nhớ là đường truyền của tia sáng của bạn thì phải có gì? Mũi tên. Tia tới, tia ló và tia tới của các bạn ở đây và tia ló bên này. Mà ló mà nó hội tụ thì sẽ tạo ra ảnh thật. Còn ló mà nó phân kỳ thì không thể tạo ảnh thật được mà tạo ảnh ảo. Ảnh ảo gì? Trước kính. Bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp một cái thấu kính tiếp theo của các bạn. Đó chính là thấu kính phân kỳ. Thấu kính phân kỳ của bạn có tiêu cự S. Là bằng, đây là quang, quang tâm 1, được chưa? Như vậy thì S của các bạn sẽ là 12cm. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và đây chính là S phẩy. Bên này 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây là S. Bây giờ đặt vật sáng vuông góc là 2, 4, 6, 8. Vật sáng AB ở đây, A đây, B đây. Tia sáng đi qua quang tâm ô thì nó sẽ đi qua đâu? À, song song với trục chính thì đi qua đâu? Chắc chắn là tiêu điểm F phẩy. Đi qua tiêu điểm F phẩy. Tia ló của nó sẽ đi qua tiêu điểm F phẩy. Tiêu điểm F phẩy. Ha. Rồi, tia sáng mà đi qua quang tâm ô thì nó sẽ truyền thẳng. Đây là chùm tia tới và đây chính là chùm tia ló. Như vậy các em sẽ thấy chùm tia ló của cô là dùng hai cái mũi tên, đúng không chị? Và bây giờ nhận xét là chùm tia ló của các bạn nó cũng là một chùm phân kỳ, cho nên không thể tạo ra ảnh thật được mà sẽ tạo ra ảnh ảo. Và đây chính là A phẩy và B phẩy. Như vậy thì đến đây các bạn sẽ nhận xét là gì? Tức là bạn sẽ thấy là đợt vật sáng này đi qua cái quang tâm ô này sẽ tạo ra một ảnh, đó là ảnh ảo. Cùng chiều và bé hơn vật. Như vậy các bạn nhận xét như vậy thì các bạn đã được gì? Hai điểm. Vẽ được cái hình bạn được nửa điểm, bạn nhận xét nửa điểm nữa. À, tương tự như vậy, cũng như thế này. Và trong trường hợp này các bạn nhớ là gì? Khi các bạn vẽ cái đường mà để tạo ra ảnh ảo thì các bạn phải vẽ những đường gì? Nét đứt, không phải nét liền các bạn nha. Nha, đó chính là cách tạo dựng ảnh của một vật qua thấu kính phân kỳ và thấu kính gì? Hội tụ.
tiếp tục câu số 4. Câu 4 này các bạn có 3 điểm. Và cho mặt điện như hình vẽ. R1 bằng R3 bằng R4 và bằng 3 ohm. R2 bằng 6 ohm. UAB bằng 12 ohm. Câu A, tính dòng điện qua các điện trở. Như vậy ở đây các bạn có 4 điện trở thì các bạn sẽ tính dòng I1, I2, I3 và I4. Câu B. R1, ở đây các bạn sẽ có nguyên cái câu này, chúng ta sẽ có được là 3 điểm, 2 điểm. Thay cái R1 bằng một cái R phẩy, tức là bây giờ R1 của bạn sẽ thay đổi bằng một cái R1 phẩy. Và để cho với R phẩy bằng bao nhiêu thì công suất tiêu thụ trên biến trở R1 đạt giá trị cực đại. Công suất tiêu thụ trên biến trở R1 phẩy mắc. Và hãy xác định R1 phẩy bằng bao nhiêu. Được chưa? Đó là cái bài tập của chúng ta. Thì để giải được cái bài tập này, đầu tiên các bạn phải tóm tắt. Tóm tắt như thế nào? Tóm tắt là chúng ta sẽ đi phân tích điện trở R. Và ở các video của cô, các bạn cũng là nhìn thấy. Đây là các bạn thấy, nếu mà các bạn thấy khó chưa hiểu được á, các bạn quay lại những cái video trước của gì vào trong danh sách phát, các bạn coi các về vật lý lớp 9, trong đó sẽ chỉ cho các bạn cái phương pháp để làm một bài toán mặt điện nha, một cách gì dễ nhất. Ok, bước đầu tiên cô sẽ phân tích từ trong ra, tức là R3 nối tiếp R4 song song với lại R2, tất cả nối tiếp với R1. Sau khi cô phân tích được R, cô sẽ viết biểu thức Y. Y của cô là nếu như nối tiếp thì nó sẽ là dấu bằng Y1 và bằng với lại 2 3 4. Y 2 3 4. Tiếp tục các bạn này, tới cái đoạn này rồi các bạn phải phân tích tiếp là Y 2 3 4 bằng chỗ này song song thì nó sẽ là bằng Y2 cộng cho Y 3 4. Chúng ta tiếp tục phân tích tiếp là Y 3 4. Chúng ta 2 2 3 4 tắt ra rồi con em, còn 3 4 nối tiếp thì sẽ bằng là Y3 và bằng Y4. Sau khi các bạn viết xong biểu thức Y, chúng ta sẽ tiếp tục đi viết biểu thức U. U của các bạn ở đây dấu bằng thì nó sẽ là dấu cộng, cộng cho U 2 3 4. U 2 3 4 sẽ bằng là U 2 bằng U 3 4. U 3 4 sẽ bằng là U 3. Dấu này dấu bằng, chỗ này là dấu cộng. Xong, cái này là nó sẽ quyết định đến là gì, 80% là các bạn giải đúng rồi đó. Khi các bạn viết đúng giống như cô viết Y trước, xong bắt đầu viết gì, viết U. Bây giờ ta xem lại đề, chúng ta xem lại đề, chúng ta sẽ có cái giá trị gì rồi, đó chính là 12 V, đó là U toàn mạch. U toàn mạch ở đây là 12 V. Và chúng ta có các cái giá trị điện trở, như vậy chúng ta sẽ tính điện trở được chưa? Vậy đầu tiên các bạn sẽ tính điện trở, tính từ trong đến ra. R34 bằng R3 cộng cho R4 vì mắc gì? Nối tiếp. 3 cộng 4 là 6 ohm. Tiếp tục R234. Như vậy R34 song song với R2. Như vậy ta có R234 trên thì tích dưới thì tổng, 6 nhân với R2 là bằng 6.
6 nhân 6 chia 6 cộng 6 kết quả là 36 chia cho 12, 36 chia cho 12 là bằng bao nhiêu? Đúng không? Đây là 36 chia 12, đúng rồi. Rồi, 2, 3, 4 xong thì các bạn còn cái R1 cộng vô luôn là R1, 2, 3, 4 chính là bằng R tương đương. Và nó chính là 3 cộng thêm R1 là bằng 3 nữa là 6 ohm, đó là R tương đương. Được chưa? Bây giờ sau khi có R tương đương thì các bạn sẽ tính được Y mặt chính là bằng UAB chia cho R tương đương. R tương đương đây, UAB là 12 chia cho 3 thì 4 nằm đây. Y1 mà bằng 4 thì các bạn đã giải quyết xong. À, U Y toàn mặt bằng 4 thì bạn đã tìm ra được Y1 bằng 4 nằm đây. Xong, một cái Y1. Bây giờ các bạn sẽ thấy rằng là bằng với Y123 mà R123 có không? R, à xin lỗi, 234. R234 có bằng 3. Như vậy hoàn toàn em tìm được U234. 234 bằng Y234 nhân với R234. 234 của bạn là bằng 3. 3 nhân Y234 của mình là bằng 4. 3 nhân 4 10 gì? 12. Ủa sao nó bằng 12 là nó sai rồi. R234 của bạn là bằng 3. Sáu 12 mà chia cho R tương đương là 6 thì nó phải bằng 3. Cô nhầm mà. Mà để ra ở đây này là 3. Đúng rồi. Đây là 12. 12 chia cho R tương đương là 6 thì còn 2 thôi chứ, đúng không? Chỗ này là 2, sai rồi này ha. Rồi, Y234 bằng 2, R234 bằng 3, như vậy nó bằng 6 volt. Như vậy các bạn có U234 rồi, U234 là bằng 6. Vậy suy ra được gì? U1 của bạn là bằng... À không, như vậy thì không cần nữa. U234 của bạn là bằng 6, như vậy bằng U gì luôn rồi? Bằng U2. Từ đây các em sẽ tìm được R2, à tìm được Y2 sẽ bằng gì? U2 chia cho R gì? R2. U2 của mình là bằng 12. 12 chia cho R2 của các bạn là 6, như vậy nó sẽ bằng là gì? Y2 của bạn là 2 em đây. Như vậy bạn đã tìm được Y1 và Y2. Được chưa? Rồi. Bây giờ còn 3 và 4. Anh này là bằng 2 ampe. Mà Y2 của các bạn sáu chia cho 6 là bằng 1. Trời, biết nhầm thôi mà. 1. Chỗ này là bằng 2, ở đây là nó Y2 là bằng 1. Vậy suy ra được là gì? Y34 của mình là bằng 1 ampe. Y3 bằng Y4 nên nó bằng 1 ampe. Như vậy vấn đề bài toán của bạn đã giải được Y1, 2, 3 gì? 3, 4, xong. Cô đã giải quyết xong. Tại do cái chỗ này cô tính hơi bị nhầm một xíu ha. Các em xem lại cho cô một xíu. Bởi vì chắc là gặp các bạn hồi hộp quá. Bởi vì lần đầu tiên gặp các em học sinh lớp 9 đúng không nào? Học sinh trường trung học cơ sở rồi lên trung học gì phổ thông, làm cho cô rất là gì run run. Ok, chúng ta tiếp tục qua câu B. Câu B vẫn ta là như sau. Công suất là bằng gì? B sẽ bằng là Y bình phương nhân với R. Như vậy thì bây giờ R của ta bây giờ nó là một cái điện trở, thay đổi được giá trị điện trở. Và lúc đó chúng ta sẽ có được là B trên R 1,9 là bằng Y bình phương nhân R 1,9. Y bình phương cô sẽ viết lại là bằng U toàn mặt nhân với R 1,9 trên cho điện trở của các bạn bây giờ là gì? 2, 3, 4 của các bạn. 2, 3, 4 của
thuận cho BR 1, mắc thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Trên này nó có giá trị R 1, cho nên là các bạn phải thấy tử và mẫu, chúng ta không làm được, chúng ta phải chia tử và mẫu cho R 1 gì? 1, rồi áp dụng bất định thức gì? Cosi ha. Như vậy cosi biến đổi là U là không đổi các bạn, chia cho R 1, ở đây cô sẽ có được là R 1 bình phương cộng cho 2 lần AB, A cộng B tất cả bình, 2 lần AB, như vậy 2 là 6R 1 cộng cho 3 là 9. Chúng ta chia tử và mẫu cho R 1, vậy cô còn là U bình trên R, chúng ta làm mất rồi các bạn ha. Như vậy ở trong này nó vẫn còn là R 1 cộng cho A này rồi chia xuống là còn 6 cộng cho 9 chia cho R 1. Bây giờ để cho cái giá trị B này nó mắc, B R 1 nó lớn nhất khi nào? Khi và chỉ khi cái mẫu nó sẽ nhỏ nhất. Nhưng với giá trị là số 6 này là một con số rồi, nên bây giờ các bạn cũng không thể thay đổi được nó. Như vậy chỉ có ẩn là R 1, và ở đây nó có ẩn này R 1 thôi. Chúng ta sẽ áp dụng bất định thức Cosi. A cộng B lớn hơn căn 2 lần A gì? Lớn hơn hoặc bằng căn 2 lần AB. Như vậy thì giá trị nhỏ nhất chính là giá trị gì? Bằng, xảy ra như bằng. Và khi xảy ra như bằng thì lúc đó R 1 của bạn sẽ 9 trên R 1, và suy ra được là R 1 của bạn sẽ là 3 ohm. Và đó chính là kết thúc bài toán của chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ chinh phục điểm 10 rất là dễ dàng. Nhưng mà cô vẫn cảm nhận được là gì? Nếu bạn nào mà chắc để ý kiến thức cơ bản một xíu thì các bạn sẽ làm được các bài tập gì nâng cao hơn thôi. Và nếu như trong các bài tập điện này các bạn có gì thắc mắc thì các bạn hãy quay lại video của cô để các bạn gì xem. Ok, nếu thấy hay thì gì like và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và chuẩn bị các bạn đón xem cho cô giải cái đề số 2 của chúng ta.